Bây giờ em rủ anh ra đây. Em sẽ có một kế hoạch này mà chỉ có hai chúng ta biết, không được người thứ ba. Hả? Sao anh đã biết rồi? Tại vì chỉ có vậy thôi. Ôi trời ơi, anh thông minh đấy. Theo anh nghĩ thì hôm nọ mình đánh nó như vậy rồi, đã tay chưa? Trước này em chưa được đánh, em mới ăn thử. Ừ nhỉ, em cũng chưa được đánh, bây giờ em muốn đánh. Phải đánh thì nhiều tủ. Đánh cho nó bầm dập, đánh cho nó tim tai. Được không? Được. Đi, đi tìm nó rồi đánh nó mà trận. Đi phải đi tìm thêm người. Hả? Ừ thì đi tìm thêm người cũng được, let's go. Ôi một kế hoạch thâm hiểm nào đó, nó bắt nó không để chỗ cũ đâu, dễ tìm đúng không? Thì mình phải đi tìm đi. Đi tìm. Anh có dấu vết gì không? Anh có suy nghĩ gì không? Anh sinh con hứ? Hôm nọ em thấy trên TikTok anh bảo chúng tôi sinh con. Đúng rồi. Anh con anh đâu? Anh không ở nhà cho trông cháu à? Hình như là cái đấy là chúng tôi sinh con là bản dịch của năm năm năm. Không biết, hôm nay tôi thấy anh mặc quần xong rồi anh bảo chúng tôi sinh con. Anh giải thích đi. Con anh đâu? Anh không ở nhà trông con chưa mà anh lại đi đến đây. Hả? Con Lucy. Con Lucy à? À, tôi biết rồi. Thế nói đâu rồi? Anh không biết, nó ở nhà chơi bố ruột rồi. À, thế anh nó là con nuôi của anh sao? Đúng vậy, anh chỉ... Ủa, anh ơi, không biết rồi. Con quái vật đấy nó dẫn bé Sáu đi đâu rồi chứ? Này, trước hết là mình cứ đi thẳng đi. Đúng, em cũng đi đấy. Nước à, em cũng vừa dắt vào nước đấy. Đi. Chúng ta cứ đi thẳng. Anh ơi, hay là nó nhẫn chìm anh Sáu dưới vũng nước này rồi. Nếu mà lẽ mà gặp nó ở đâu? Ở mấy bên kia cơ. Thế tao đang đem gì? Trời ạ. Thì theo tướng lòng. Tướng lòng bảo là đi bên này. Thế đi bên nào nhỉ? Ở đâu? Anh nhìn thử coi. Anh lại đường cũ đi, bởi vì anh nghĩ là nó sẽ ở đường cũ. Đi đường cũ á? Có được không? Đi. Nó không có đường mới thì mình đi đường cũ. Đi. Mình cứ đi đi. Anh không đi à? Bộ anh sinh con thật à? Tình sư nhà anh. Lớn như thế này rồi.
cứ phải để em nói, em mệt quá. Đây là cái gì đó? Đây là cái gì? Đây là dấu vết. Ôi ôi, anh ơi, nó ăn một đống đồ đây này. Toàn vỏ xoài thôi. Quái vật nó ăn một đống xoài luôn anh ạ. Chắc đấy là hoang ổ cũ của nó. Đúng đúng đúng. Đâu đây? Đây chính là nơi này. Nó ở nơi này nó vồ ra. Vào cây kia. Đi vào. Đấy. Thấy chưa anh? Anh chưa. Anh có thấy không? Không thấy à? Ủa cái gì đấy? Ui ui anh ơi. Anh ơi, bé Sáu đang bị ăn thịt. Anh Bảy, anh Năm, anh Bốn à? Các anh ơi, bé Sáu đang bị ăn thịt này. Ui ui, nó gặm thịt bé Sáu rồi. Đây này. Múc ăn bé Sáu cùng quái vật nha. Đúng rồi, mời mọi người ăn nha. À không cứu à? Cho múc băng thay mà. Không hay đâu. Nó ăn thịt bé Sáu đây, phải cứu đi. Đánh nó búp băng đấy kìa. Ừ. Ủa nó ngửi, nó ngửi, anh nó đắp xuống, nó ngửi. Nó ngửi mùi rồi. Nó kêu vậy bà. Nó kêu ịt 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 ịt. Mà em cũng thấy nhá. Trông nó cũng béo ấy anh ạ, chắc nó ăn nhiều. Thấy. Chắc phải ăn mấy bé Sáu rồi. Hay là nó ăn những san khác rồi. Ví dụ như anh san, kinh san, river san, ma mô mạ, cái gì, emo san. Bé Sáu ơi. Anh ơi vào cứu đi. Cứu một phát rồi đi về. Chưa nữa à? Kể ra trêu nó cũng vui. Nó bình thường rồi, dắt đầu nó đi. Nó ngửi kìa anh ơi. Nó ngửi. Thả ra. Nó mua băng anh Tâm rồi. Thả anh Tâm nhà tao ra. Nó xíu luôn rồi à. Cái tương này đổ đấy. Thả ra. Mày không phải cậy, đây là hang ổ của mày. Mày thích ăn ai thì bắt đầu. Bỏ anh Nam tao ra. Bây giờ tao trao đổi anh Nam lấy bé Sáu về. No 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 quá, chết thì dẹt. Tao dùng tiếng Tây rồi. Chết thì dẹt. Dẹt thì dẹt. À. Không được ăn. Anh Sáu ơi, anh dậy rồi hứ. Anh dậy rồi. Giả vờ nó cứ giả vờ để bị bắt vậy. À, bé Bảy anh không hỗ trợ gì à? Anh chỉ đứng nhìn nơi sao? Muốn. Về em đập đầu anh. Không. Em thề là em không đập. Em có đập đâu? Có anh chiêu thế. Ngon không anh Bốn? Thịt nó có thơm không? Thơm. Thơm à? Ôi, em nắm xoài. Ê, chín chưa? Không chín. Ôi, hai em ơi, không cứu người à? Cứu người đi, đừng bắt nữa. Anh ơi đi về. Rồi là bị bắt giữ chưa? Ngon. Đâu? Hả? Đã chín đâu. Chưa chín mà. Đâu? Hay cho ăn trộm cho.
ngoài của quái vật. Đi về thôi, anh em ơi, nó đang dài, nó chạy đi, chạy đi. Anh bố là đừng cắn nó thôi, em chạy đi. Năm ơi, về thôi. Sách cổ đằng sáu rồi về. Về. Anh Nam, anh Nam bị bắt hả? Bắt cái gì mà bắt, đi về. Tao, tao về anh Nam nhá, mày nhớ tiền lượt anh Nam rửa bát, biết chưa? Ok, ok. Về thôi. Ôi mệt quá, anh sợ chưa? Chưa, đang bị bắt mà. Rồi, biết cái gì bắt nữa, đi về nhanh lên. Bắt, cứ bắt hoài. Đúng không? Rất là mệt mỏi. Láo nháo rồi đấy. Thôi, tí mai để cứu anh Nam tiếp.